Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về những cái bài tập về mùa Giáng sinh. Thì bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ là trang hoàng một cái căn phòng ha. Trang hoàng cái căn phòng cho nó có không khí Giáng sinh. Thì trang hoàng như thế nào thì chúng ta sẽ trang hoàng trên một tấm thiệp ha, một cái banner poster ha. Rồi thì chúng ta sẽ tạo file mới là khoảng A4 luôn ha. Thì theo những cái clip vừa rồi á, thì có một số các nhà chuyên môn nói là khi mà làm video hướng dẫn thì chúng ta không nên hướng dẫn quá cặn kẽ ha. Thì không nên đưa những cái bí quyết của mình ra để show ra ha. Thì mình cũng nói là đây là chỉ một cái là cái kinh nghiệm để mình chia sẻ cho các bạn thôi, thật ra cũng không phải là bài giảng gì, nên là mình sẽ biết cái gì mình sẽ nói ra ha, tận tình cho các bạn những cái bước mình làm ha, thì mình sẽ không có giấu giếm gì hết ha. Thì các bạn đón xem và luôn ủng hộ kênh của mình ha. Rồi mình sẽ tạo một cái file mới khoảng là 20-30, khoảng tờ giấy A4 đi ha, cho nó rộng rãi thoải mái. Thì ở đây mình sẽ thiết kế một cái gian phòng ha. Rồi mình sẽ tạo cái lớp mới đi. Rồi mình sẽ copy cái lớp này ra ha. Rồi cho một cái màu khác một chút xíu ha. Mình vẫn lấy là tông đỏ để cho nó phù hợp với Noel ha. Rồi cho nó mình gộp 4 lớp này lại ha. Tạo thêm cái lớp nữa. Rồi các bạn đã nhận ra đây là cái vách đúng không ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ gộp này lại ha. Và nhân thêm một lớp mới, đảo ngược xuống. Ctrl T ha. Đảo ngược xuống. Rồi chúng ta sẽ dùng cái thuộc tính là skill ha. Rồi chúng ta sẽ kéo đều hai bên. Đó, không dùng skill cũng được ha. Rồi chúng ta vừa cái được, chúng ta chỉ cần kéo ra thôi, kéo cho đều ra thôi ha. Rồi chúng ta vừa được một cái nền nhà ha. Đó, các bạn thấy được nó có một cái không gian là cái gian phòng rồi. Thì khi mình thiết kế thiệp á thì mình cũng nên Ctrl R ha, để mình cho nó một cái biên để mình canh giữa ha. cm ha, đúng rồi. Rồi để ý là mình sẽ gấp đôi cái thiệp lại để mình canh ha. Rồi Ctrl H có thể mở ha, Ctrl H. Rồi ở đây mình sẽ có một số cái sụt để mình trang trí cái căn phòng của mình ha. Rồi một góc thiệp chúng ta có thể dùng cái red ribbon, là cái dây ribbon màu đỏ này các bạn ha, chúng ta trang trí vào. Rồi chúng ta sẽ kéo vô cái file Photoshop của mình luôn ha. Ctrl A, Ctrl C. Thì trong cái sụt bài tập mình sẽ gửi các bạn những cái hình mẫu này để chúng ta chèn vào ha. Rồi phóng to chút xíu ha. Ctrl T cho nó vô một cái góc ở đây ha. Rồi Ctrl U đổi màu cho nó khác chút xíu, hoặc là chúng ta chỉnh nền để sáng lên. Đó. Rồi, mình nghĩ nó giữa một cái căn phòng này mình nên có một cái thông đi ha. Rồi. Rồi A trên C. Cái thông này hơi nhỏ ha. Các bạn lưu ý, khi chúng ta tìm hình trên mạng thì chúng ta phải gõ đuôi là BNG để cho cái hình chúng ta nó có được cái trong suốt. Trong suốt như thế này ha. Ha, chúng ta sẽ tìm cái đuôi BNG để
để chúng ta có được cái nền trong suốt thế này, chúng ta sẽ chèn vào nó dễ hơn ha, thiết kế nó dễ hơn. Rồi bây giờ ngôi sao ha, thì mình sẽ tìm là Silver Star để mình lấy được cái ngôi sao đẹp đẹp như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ gắn trên đỉnh cây thông đó ha. Rồi trái châu trang trí rồi đó, các bạn có thể trang trí vô ha. Đây đây một số mẫu trái châu ha. Và dưới gốc cây chúng ta sẽ cần một số phần quà ha, trên A trên C đó, phần quà lớn nhỏ khác nhau ha. Đang ở trên còn trên ô đổi màu chúng lại ha đó. Các bạn thấy rõ ràng là qua những cái bước đơn giản thì chúng ta có thể dần thiết kế được một cái thiệp ha, một cái background gì đó ha, đơn giản đó. Qua cầu thủy tinh thường trong suốt thì chúng ta có thể chọn cái vùng ha, để chúng ta chamfer lên xuống chút xíu cho nó có hiệu ứng trong suốt ha. Rồi thêm một số phần quà nữa. Rồi ví dụ vậy đi ha, có thể một số phần quà thì nó ở phía sau lưng chẳng hạn ha, thì chúng ta sẽ kéo cái layer xuống. Rồi rất là đơn giản ha các bạn ha. Ví dụ cái nền chúng ta nó còn hơi sáng thì chúng ta có thể kéo tối xuống ha, chúng ta đổi màu gì đó tùy các bạn ha. Tùy bạn hay trang trí thêm ha. Rồi phông chữ các bạn hãy tìm một số phông chữ trên mạng, hoặc chúng ta có thể gõ một số cái phông mình có sẵn trong cái bài tập, trong video clip mà cái tập trước mình làm á, nó có một cái bài về phông á. Thì trong những cái bài tập trước thì đây cái tập 4 nè, có bài phông chữ á, thì ở đây sẽ có cái phần download cho các bạn download một số cái phông ha. Đây bạn có thể vào đường link này để download cái phông để chúng ta có thể chèn vào máy mình ha. Đây ví dụ như tập 4 là test là chúng ta sẽ download xuống ha. Rồi để chúng ta tìm một số cái mẫu chữ có sẵn ha, mẫu chữ để thiết kế chúng ta gõ lên, hoặc là tìm một vài cái phông Christmas ở trên mạng xuống chúng ta sẽ bỏ vào ha. Nói ví dụ như vậy chẳng hạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta có thể chèn một vào một cái vài cái khung hình ha, thì có thể gửi tặng bạn bè người thân, thì chúng ta nên chèn khung hình của bạn và người thân hoặc là bạn bè mà chúng ta muốn tặng, chúng ta sẽ chèn thêm một vài khung ở trên đây ha. Thì cách tạo khung thì các bạn nhớ là cái bài trước mình đã học rồi ha, cái bài trước nè, đây đó chính là tập 6 ha, thì mình có hướng dẫn các bạn cách tạo khung giống như cái hình mẫu đó, các bạn thấy không ha. Thì bây giờ mình sẽ ứng dụng lại ha. Rồi đầu tiên mình sẽ tạo cái lớp mới, rồi mình sẽ vẽ vùng chọn hình chữ nhật ha, tùy các bạn hình tròn cũng được không sao hết. Rồi ở đây mình có một cái background silver ha, là background nền nhôm, nền bạc giống như là cái của điện thoại iPhone của mình các bạn ha. Các bạn sẽ bỏ vào đây, Ctrl A cái lớp này ha, Ctrl C. Rồi Ctrl W để đóng cái lớp đó đi. Và chúng ta sẽ giữ tổ hợp phím ha, Ctrl Shift Alt V để chúng ta paste vào cái vùng chọn của chúng ta ha. Ctrl Shift Alt V ha, để chúng ta đưa cái nền này vào. Đó. Rồi.
chúng ta sẽ mở cái lớp này lại ha. Rồi Ctrl Z cái lớp này lên ha, Ctrl T giữ antenna shift, để chúng ta co vào một cái khoảng nữa ha, co vào một cái lớp bên trong. Rồi giữ Ctrl, vừa giữ vừa lít vào cái khung hình này để chúng ta lấy vùng tròn lại và chúng ta tô màu trắng vào ha, ta tô màu trắng vào. Rồi chúng ta vừa hoàn thành được một cái khung hình ha, thì cái lớp dưới này chúng ta có thể thêm shadow vô. Hai cái lớp dưới, lớp chính là cái lớp màu nhôm nãy mà chúng ta mới chèn đó. Chúng ta sẽ chọn FX, chúng ta sẽ chọn một cái drop shadow vào. Đó, cho nó cái bóng vô. Ha. Rồi chúng ta sẽ gộp hai cái lớp này lại luôn, Ctrl E, rồi chúng ta sẽ đặt tên là khung chẳng hạn. Ha, double click vào đặt tên ha. Ctrl Z thêm một lớp nữa thì chúng ta có thể xoay ngang lại. Giữ Shift xoay ngang ha. Đó. Rồi ha các bạn ha. Rồi, chúng ta có thể tìm hình bạn hoặc bạn bè của bạn chúng ta chèn vào ha. Ctrl E, Ctrl C, W ha. Rồi. Đây là chúng ta không nên gộp các bạn ha, không nên gộp cái lớp lại. Ha, chúng ta đã giữ lớp này để chi? Để chúng ta giữ Ctrl lít vào để lấy cái vùng tròn bên trong ha. Rồi tổ hợp phím Ctrl Alt Shift V. Ha, Ctrl Alt Shift V để paste vào. Ha, Ctrl T để chỉnh cái hình chúng ta lại. Đó, ha. Rồi. Giữ hai cái lớp này, chúng ta Ctrl C lên một cái lớp nữa và Ctrl T. Chúng ta sẽ xoay ngang qua ha. Rồi chúng ta cũng lít vào cái lớp màu trắng này ha, Ctrl lít vào rồi tìm một cái hình nào đó bắt ra. Rồi. Một cái mẫu thiệp đơn giản các bạn ha. Thì tiếp theo các bạn muốn có thể trang trí thêm đèn chẳng hạn thì chúng ta có thể trang trí thêm đèn ha. Rồi thì ví dụ như mình tạo lớp mới ha. Cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ dùng những cái cọ của mình nè. Cọ mềm nè ha. Rồi, phóng to lên một chút xíu ha. Đó, ví dụ chúng ta sẽ chọn màu những màu sáng ấy, như là đèn các bạn ha, thì chúng ta sẽ làm đơn giản thôi. Ha, chúng ta sẽ cho nó là 100% luôn ha. Đó. Đổi màu ha, ví dụ vậy. Thì đang làm demo cho bạn coi thì mình chỉ làm đơn giản thôi. Ha, có thể là cái lớn cái nhỏ ha. Rồi, các bạn thấy không? Chỉ một bước đơn giản thì chúng ta có thể tạo nên được một cái thiệp, cái postcard ha, để gửi tặng bạn bè và người thân nhân dịp Noel, nhân dịp năm mới. Thì chúc các bạn làm hoàn thành tốt cái bài tập là trang hoàng một cái phòng nho nhỏ ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn các bạn vào ngày mai chúng ta sẽ có tiếp tục một clip tiếp theo về nhân dịp Giáng sinh này ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Thank you.